Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Ngày hôm nay em đang giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Kia K250 2019 đến 2021. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Halon tại Hàn Quốc. Mã sản phẩm của nó là 977014F600. Đây là cái mã vạch của sản phẩm. Với cái thiết kế rất là đặc biệt ở cái phiên bản đời này thì anh em có thể nhìn thấy sơ qua là đúng là dòng Kia thì nó cũng sẽ có thân tròn, thân vuông, nhưng đặc biệt lên đời cao này anh em có thể nhìn thấy một đặc điểm rất là nổi bật, tức là cái mặt bích của lốc thì đã được thiết kế hoàn toàn mới, bắt liền vào với thân như những dòng xe đời mới của dòng xe Mỹ hoặc là xe Nhật. Bốn chân ốc của nó là được bắt vào với động cơ, hai phần chân dưới này đấy và hai chân trên, nhưng đặc biệt là cái chân phía sau đuôi thì anh em nhìn này sẽ lệch hơn một chút này. Đó. Anh em chờ một chút. Đấy, đây sẽ lệch hơn một chút ra phía ngoài này. Phần đây anh em nhìn nhé. Nhưng mà chân này nó sẽ ra đây, và đây chính là cái mặt bích của nó. Lốc được lắp ghép với nhau qua bốn phần thân, một phần đầu, một phần đuôi và hai phần giữa. Hai phần giữa này được lắp ghép với nhau bởi những con ốc lục giác như thế này, và bốn phần được gắt khối này liền với nhau bởi đây con ốc lục giác, anh em nhìn nhé, xuyên qua thân luôn. Dây Cura này thì nó sẽ lại chạy bản 7BK. Đây. Bản 7BK, đây là lốc xịn luôn anh em nhé. Đây là cái van, như chúng ta hay còn gọi là cái van áp suất để bảo vệ lốc. Cái lốc dòng của dòng xe tải này thì chủ yếu đến 99% đều là dùng cơ hết. Rất ít dòng sử dụng van điện như cái dòng xe con hoặc là xe du lịch. Đó. Thì vừa rồi em cũng vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Kia K250. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.